Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Android tại trung tâm đào tạo thành khoa Phạm. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái hiệu ứng hoặc hình di chuyển một đối tượng trên màn hình. Hiệu ứng này tên là Translate Animation. Ví dụ như tôi có màn hình và tôi muốn di chuyển một tấm hình từ A qua vị trí B trong vòng bao nhiêu đó giây đó, tôi dùng animation để mà tôi di chuyển nó nha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng công thức như sau. Bạn nhìn xuống cho tôi cái mục animation thì cách làm như sau. Button timer là cái đối tượng mà tôi muốn di chuyển, có thể là tấm hình, button hay bất kỳ đối tượng nào trong màn hình. Thì trước tiên là bạn phải tạo animation trước đã, rồi bạn gắn animation cho nó. Thì animation là cái gì? Nó là kiểu translate animation. Và trên đây bạn truyền vào cái thông số là trong màn hình của bạn á, trục ngang là x, trục dọc gọi là y. Thì x từ 0 di chuyển tới 50 và y từ 0 di chuyển tới 100. Có nghĩa là bạn sẽ khai báo cái tọa độ mới để mà animation nó biết nó chạy từ x từ đâu tới đâu và y từ đâu tới đâu. Và saturation để cho biết là cái animation của mình diễn ra trong bao lâu. Và nó có cái là set fill laughter, có nghĩa là sau khi 6 giây sau thì cái hình của bạn nó qua vị trí mới rồi. Thì bây giờ bạn muốn là 6 giây sau thì tấm hình nó quay lại vị trí đầu hay là nó đứng yên ở vị trí đó là do bạn khai báo ở đây. Nếu mà bạn để false thì nó sẽ không quay lại, còn nếu bạn để true nó sẽ quay lại. Đây. Và ở đây mình có cái là animation và bạn dán nó sẽ kiện là set animation listener. Thì listener là cái thằng mà nó theo dõi cái animation nó đang diễn ra thế nào. Thì các trạng thái animation là lúc mà animation vừa bắt đầu chạy và lúc animation vừa kết thúc và lúc animation nó có lặp lại hay không. Thì nếu bắt đầu làm gì đó, kết thúc animation làm cái gì đó và lúc mà nó quay lại làm cái gì đó là bạn sẽ để trong ba cái hàm này. Thì listener này không cần cũng không sao, nhưng mà nếu như mình bắt là thì sự kiện ví dụ như là tấm hình nó chạy tới vị trí B xong thì nó làm cái gì đó, rồi thì mình sẽ cần listener. Rồi bây giờ tôi cần cái thằng này. Bây giờ tôi muốn làm cái bài tập là tôi cho cái logo của tôi chạy từ trái qua phải, và sau khi nó chạy xong nó post ra mình cái câu là chạy xong rồi. Đấy, tôi dùng animation nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Các bạn chuẩn bị thôi một cái tấm hình ở desktop nha. Tôi cho cái hình này nó chạy nè. Rồi bây giờ quay lại Android Studio thì bạn thấy là tôi đã tạo cái project tên là animation. Rồi trước tiên nha, tôi add hình nè, quay về góc nhìn của project nha, vào app src main res, mình có thêm một drawable, nhấp nó qua một tí. Các bạn kéo tấm hình logo vào trong cái drawable cho tôi nha. Rồi ok rồi, tấm hình logo tôi nằm trong drawable rồi. Tiếp bây giờ tôi qua bên XML nha, tôi kéo một cái image view, tôi cho một cái image view qua nha. Rồi tôi qua text, tôi chỉnh cái image view này kích thước chiều ngang là 100 dB, chiều cao là 100 dB. Rồi double click vào nó, src thì bấm vào dấu ba chấm, tôi muốn gán thẳng cái tấm hình logo của tôi luôn nha. Rồi kéo xuống cuối cùng, mình thấy tấm hình logo của tôi ok. Đấy, đồng thời tôi đặt ID là image view logo khoa Phạm VN, enter. Đây ok, tôi có logo này ha. Tôi chỉnh cái background màu nền cho nó khác màu nha. Tôi qua bên text, đây là cái Ranger layout, tôi khai báo background. Nhấp vào cái icon màu đỏ chỗ này nè, để cho nó hiện ra cái bảng màu mình chọn ha. Tôi chọn màu vàng nhạt. Rồi choose. Rồi bạn xem thử nha. Đây. Và bây giờ tôi muốn là run app lên thì cái logo của tôi sẽ chạy, nó di chuyển tới vị trí mới, nó chạy xuống tới đây, nó dừng lại. Đây, và nó chạy xong, nó toast ra mình câu là nó chạy xong rồi. Đấy. Rồi bây giờ đi rồi, bây giờ tôi qua code nha. Trước tiên là tôi ánh sáng nó đã. Rồi tôi tiếp nha. Nó là một cái image video IMG logo khoa Phạm. Rồi tôi ánh xả đây, IMG logo khoa Phạm, nó là một cái image view file r id image view logo. Xong
Bây giờ là phần quan trọng nhất của mình đây. Tôi sẽ tiến hành tôi tạo animation để mà tôi gắn vào cái image view này. Rồi, bắt đầu. Translate, mình sẽ khai báo tôi một cái translate animation. Tôi đặt tên là animation. Nó sẽ nghĩ tôi đặt tên gì luôn ha. New translate animation. Tôi nói là cái chữ X của tôi là từ 0, nó chạy tới 200. Y của tôi là đi từ 0 trên cùng bên trái đó, nó chạy tới 500. Đấy, tôi muốn vậy đó. Rồi à, tôi muốn hiệu ứng của tôi là chạy trong vòng bao lâu đó thì bạn dùng set duration. Tôi muốn diễn ra trong vòng 6 giây, 6000 milliseconds. Và tôi muốn là sau khi chạy xong nó đứng yên đó. Set feel after false. Đấy. Rồi tôi nói là nó khi mà nó chạy xong á thì nó hiện ra một cái hành động gì đó như vậy, là phải có một cái thằng nó theo dõi animation để nó biết được là à nó chạy xong rồi. Thì là animation, các bạn dùng hàm là set animation listener, new animation listener. Mà đợi tí xíu nó phát sinh ra cho mình là start and repeat. Nghĩa là vừa bắt đầu chạy, vừa bắt đầu chạy ha. Tôi kiểm tra luôn nha. Tôi dùng cái hàm làm just my test. Mà thằng mình đang đứng nha. Main begin ha, tôi hiện ra cái chữ begin. Rồi chữ start đi, đúng nghĩa hơn nha. Start. Rồi, chẳng có thời gian hiển thị ha. Short. Và tôi show nó ra. Đấy. Và tương tự khi mà cái animation nó chạy xong, nó gọi hàm end, thì tôi thông báo chữ end. Đấy. Bắt đầu chạy thì báo start, chạy xong báo chữ end ha. Thì đây là tôi khai báo animation nha. Tạo animation, xét thời gian, có quay lại không, listener để kiểm tra coi nó chạy khi nào hết. Và sau khi cấu hình xong rồi, à tôi nói là tôi gán cho cái tấm hình của tôi là logo khoa phạm. Start animation. Chắc chắn nó truyền vào là biến animation. Đấy. Như vậy là vừa run app lên cái là cái animation mình nó chạy nha. Rồi bắt đầu kiểm tra run. Rồi tôi dọn mấy ảo. Rồi bắt đầu. Đấy nó chạy start. Và khi nó chạy xong và nó quay lại là do chỗ này tôi để là false, tôi thay chấm là true. Rồi trở lại nha. Rồi. Đấy, nó start, nó chạy nè. Nó chạy tới nơi. Nó báo in và đứng yên đó. Ở đây là do tôi đang dùng phần mềm quay phim, thành ra là bạn thấy nó chạy hơi bị khẩn tí. Nhưng mà bạn có thể test với máy mình, bạn thấy chạy rất là đẹp nha. Rồi, thì tóm lại đây là đối tượng animation giúp cho bạn di chuyển một đối tượng nào đó trên cái màn hình của mình. Thì bây giờ tôi tóm tắt lại nha. Thứ nhất, bạn tạo một biến animation, translate animation, x từ 0 tới 200, y từ 0 tới 500, x là chiều ngang, y là chiều dọc. Hiệu ứng diễn ra trong vòng 6 giây và true có nghĩa là khi nó chạy tới nơi đứng yên đó nó quay lại. Còn listener này á, là nó theo dõi về cái animation này khi nào nó bắt đầu nó chạy và khi nào nó bắt đầu nó dừng lại. Start và end thì bạn muốn bắt đầu, lúc bắt đầu chạy thì làm gì đó và kết thúc nó làm gì đó thì bạn dùng trong hai hàm này. Và nếu mà có repeat quay lại thì bạn viết code trong này ha. Và sau khi có một animation xong mà dùng hàm start animation thì bạn gán cho bất kỳ đối tượng nào đó. Thì đây là đối tượng animation. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.